mình một điểm đâu à từ sớm, nhưng giờ Magic sẽ xử lý nào đây? Cần phải có quả nết, cần phải có thêm cả những quả smoke nữa. Rõ ràng đồ cái thành viên bên phía team T2i là quá nhiều và họ định phóng hỏa cây xăng của cái thành viên bên phía team The Magic trong tiếng này. Và đây là một pha combat 4 vs 4 nha, khó cho The Magic rồi. V-Gaming đã đạt được cho mình được 11 kill ở đâu đó trên bản đồ và con số này chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cấm lửa mà, ơ kìa. Chỗ này cấm lửa. Nó cứ trả nét vào cây xăng thôi. Giờ đã có khả năng cao nằm xuống rồi và nó đừng thấy bị xoắn tì. Nhưng không đập ảo được ai. Mới. Chắc Leo đến từ vị trí tốt nhưng mà lại Leo ra đến từ vị trí Hattie và cả hai player đang làm cái quái gì ở trong từ combat này vậy. Easy Spy mất đi một người ở trong diễn biến di chuyển mà không phát hiện được PK bên phía team Lion và bây giờ đó là wow. Có tuyến trước đang đi kìa, quả đêm rút ra, lượng máu trên của Black Spot là cực kỳ thấp nha, và bây giờ chắc chắn vớ phải đập đầu tôi. Và đó tờ giấy bù mắt của anh chàng Kenshi. Bạn nghĩ sao về chiến thắng vừa rồi của team mình? Nghĩ bò độ quá, có được 4 kill à? Vậy thì Tuyết Đức đánh giá sao về màn trình diễn của team mình trong xuyên suốt tuần thi đấu thứ hai này? Em thấy á? Em không thấy gì luôn chị ơi, Đón xem ngay VNPL Việt Nam mùa xuân 2022 được phát sóng vào lúc 16:30 hàng ngày từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Nỗ lực đổi lấy thành công, vinh quang gọi tên người chiến thắng. Endless Fight.